xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Thạc Đức Vlog. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái clip, đó chính là tập làm ca sĩ cho các thành viên trong shop. Em có biết bây giờ làm ca sĩ thì mình cần những cái tố chất gì không? Trước tiên phải bận đẹp anh ta. À, bận đẹp là giống như anh nói đó hả? Không, mình sẽ bận quần tay áo vét mang về tay nữa. Mày coi lại cái túi mày đi kìa, bận quần xà lỏn áo khoác như vậy, nhìn giống như là biker vậy đó. Để tôi qua đổi đúng. Đúng. Em nghĩ sao nếu như làm ca sĩ? Hey, ca sĩ quần áo trang phục là phù du thôi anh trai. À, trước tiên á muốn phải làm ca sĩ mình phải có gương mặt anh trai. Yeah, đẹp trai đúng rồi, phải là nam thần Hàn Quốc. Đẹp trai như em vậy anh trai. Trời. Ý da, không phải đâu. Muốn làm ca sĩ trước tiên mình phải có giọng hát hay mới được. Còn những cái khác như là trang phục, đẹp trai, gương mặt là chỉ là phụ thôi, hiểu chưa? Bởi vì hôm nay anh giới thiệu cho ba anh em mình đi tới nhà của một ca sĩ rất là nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay luôn. Yeah. Em hiểu rồi anh trai. Gì thì em thích nhất là Bô Lego. Em sẽ hát một câu cho anh nghe. Hát đi. Vẫn là con gái chưa một lần yêu anh. Hát lớn lên. Người ta nghe ta đuổi đi. Có nghe nhưng mà có đuổi đâu mà sợ. Vô nhận quá. Lại đi. Vẫn là con gái chưa một lần yêu anh. Em hát thì nghe hay rồi đó, nhưng mà em chưa thả hồn được vô bài hát. Bây giờ qua thằng Tuấn. Tuấn em sẽ thích hát nhất là cái dòng nhạc nào? Chắc cũng Bolero luôn anh. Thôi tôi nghe đi. Gáp hả? Ừ, rap việt hát đại đi. À, rap việt hát một câu rap việt cho anh nghe. Bực luôn cơm bắt được đầu như cơm cắt cần câu, là hay là chết cần nhắc ra mọi chuyện là let go mày. Bây giờ tôi sẽ hỏi khán giả có mặt tại đây luôn. Đây chị, cho em hỏi cho chị, bây giờ chị thích nghe nhạc nào nhất? Bolero, nhạc sống xanh, hay là nhạc rap, hay là nhạc nhẹ nhàng vui vui, nhạc tình cảm? Chị thích nghe bài nhạc gì? Nhạc Bolero em ạ. Bolero, có luôn, có Bolero luôn. Bây giờ em sẽ kêu thằng đệ em hát cho chị nghe một câu Bolero nha. Đây là ca sĩ Bolero em tuyển ở bên Thái Lan về. Hát, lên. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Ủa, hát gì ngắn quá vậy? Rồi, thế không vậy chị đâu có cái chấm điểm được đâu. Lên show mới hát nhiều được, cái đây hát ngắn rồi hát nhiều. À, mất uy tín. Mất uy tín. Mày tạo lao không à? Muốn làm ca sĩ là phải luyện thanh trước, hiểu chưa? Thấy rồi, ca sĩ chính nghĩa người ta nói câu nào là chuẩn câu đó mà, đúng không? Yeah. Bây giờ anh em mình vô tập hát thôi. Yeah. Ê, ủa, khoan đã, sao cửa khóa rồi? Ai biết, tự nhiên nhà ca sĩ khóa cửa. Theo kinh nghiệm ngàn năm của em cũng đã từng, đó chỉ là trốn nợ khóa cửa ngoài để mình ở trong nhà ta không biết. Điên quá à, khóa cửa thì cho khai năm mộ mình biết, tớ khóa nhà, hiểu không? À, đúng là chị chính xác uy tín rồi. Bây giờ mình leo rào vô anh. Đúng rồi. Sao tụi bay ngu quá vậy? Cái chìa khóa không mở? Sao leo vô làm gì? Vô. Rồi, hai cái xe cho thằng Trẩm mượn luôn. Bắt anh đền. Dạ, quay. Ok, quá dữ luôn trời. Ủa anh trai, sao anh trai vô vậy? Anh leo rào vô luôn hả? Bí mật. Xin giới thiệu với các trò, thầy là Hồ Phong An, một nam ca sĩ đã đào tạo biết bao nhiêu ca sĩ khác nổi tiếng trên thế giới này. Đổ quá, mới gặp mà mình đã giới thiệu là ca sĩ diễn viên nổi tiếng khắp thế giới rồi. Thì không, không tin được, có gì chứng minh không? Nhìn mặt tụi em có lẽ là không tin thầy đúng không? Đây, thầy xin giới thiệu cho các em biết kênh YouTube của thầy. Thầy đã sản xuất ra biết bao nhiêu MV triệu view. Đây, như các em đã thấy, bài hát mới nhất của thầy, Đâu Là Yêu Đâu Là Thương, Ai Làm Em Phải Khóc, Yêu Được Quên Được, cả triệu view. Trời ơi, MV triệu view. À, tôi thấy có 17.000 view à. 17.000, 17 triệu. Đúng rồi anh trai. Ủa, mày làm cái gì mày cứ cầm cái bóng đèn này hoài vậy Tuấn? Tại vì trong nhà nang ca sĩ Hồ Phong An thiếu sáng quá, bởi vậy phải đánh sáng lên anh trai. Nhà ca sĩ mà mày dám xem thường á? Không thể tin được. Nếu như là ca sĩ nổi tiếng thì chắc chắn em phải là triệu view. Chứ làm gì mà có ngàn view? Không lẽ mắt tôi bị hoa ta? Bây giờ thiền lý nhạc. View không quan trọng, quan trọng là giọng hát của mình. Như thầy đã nói, bây giờ thầy sẽ hát cho các em nghe thử. View không quan trọng. Cái gì vậy? Ma hả? Vậy thì bây giờ mình phải nghe thử thầy hát như thế nào để trước khi mình đóng tiền học phí trong học chứ. Đúng đi con mẹ. Ông thầy ở ngoài nhìn nó bình thường vậy thôi, mà ông lên MV nhìn ông khác quá mày. Thì đó anh trai, đẹp trai vậy mới có nhiều gái yêu. Trời ơi, vậy là mình đến chết trúng chỗ rồi. Bây giờ mình phải tập trung mình nghe tiếp đi. Nói đi em, anh nghe nhiều điều về em. Cố xa vờ, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ con gái thích được yêu
và được nuông chiều sao đến hôm nay đôi mắt em hai dòng lệ cay. Trời ơi, thấy chưa, ca sĩ nè, người đẹp nè, rồi thêm giang hồ nữa, thế nào một lát anh em cũng đánh nhau với thằng giang hồ để giành người đẹp cho coi. Chưa mấy ông ơi, đang mới hát đàn tán gái chưa đánh, từ từ thấy đâu mà đánh lộn lạo gì. Dạ. Nhưng mà có đánh thì nhớ kỳ tụi em nha thầy, tụi em xuống xác khô máu tụi nó. Anh muốn em phải cười thật tươi, em nói bên cạnh người anh. Trời ơi, thầy mình có xe hôi luôn kìa. Ui, ca sĩ giàu lắm trời. Trời ơi, không những một chiếc mà 5-6 chiếc anh. Trời ơi, trời gì, bữa nào mua xe thì đi chơi đi. Trời ơi, bà. Có gì đâu mấy đứa, số có 300 triệu à, bữa nào thầy mua cho anh đứa 1 chiếc. Nụ cười em đâu, sao anh thấy chỉ toàn nỗi sầu. Đánh nhau rồi, tất cả tập trung. Mà trước đây ở bên anh em luôn nhận đây, rồi khi anh không ai là người bên em dỗ dành. Trời ơi, sao thầy uống rượu với thầy? Hồi nãy thầy nói ca sĩ là mình phải có tố chất quan trọng nhất mà. Uống rượu mới được đâu. Chú uống cái này nè. Ủa, cái này là ti quanh kháng khủng à? Thì kháng cho cái giọng nó hay hơn anh. À đúng rồi, để uống cho thầy. Mày. À, xịt khủng cho thầy trước. Đó. Uống cái đó sao được? Uống cái này nè. Nam ngư, hàm lượng đậm đặc cho chất giọng mặn mà. Cũng chẳng thế, bên em lúc này thật sự đau lòng, nhưng anh biết phải làm sao đây. Sống như vậy là sống như thế nào? Anh không phải là tôi, anh không hiểu được đâu. Ủa, sao mấy em qua bên nhà thầy mà ăn uống tự nhiên vậy? Tụi em sống như vậy mà sống có được hả? Cuộc sống vậy là cuộc sống như thế nào? Anh không phải là tôi cho nên anh không có hiểu được đâu. Tụi em rồi. Nhưng mà trước khi ăn uống như vậy, mình phải bên xin phép thầy chứ. Đó là phép lịch sự, tôi hiểu mà. Hơi vô lễ, đúng. Thầy sáng giờ tụi em đói, tụi em khát quá. Thầy cho em miếng bánh miếng nước được không? Trời ơi, tụi em cứ tự nhiên đi người nhà mà. Vô ăn, vô ăn. Dạ. Ok. Cảm ơn thầy. Yeah. Cảm ơn thầy. Yeah, quang mến nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tắt nhạc. Hôm nay là qua thầy tập hát. Còn muốn nghe nhạc của thầy á thì lên kênh YouTube của thầy bấm bài Ai Làm Em Phải Khóc mà nghe. Bây giờ là tập hát. Xin tung lên. Bây giờ mình sẽ làm việc gì tiếp theo vậy thầy? Bây giờ tụi em á thích cái dòng nhạc nào? Nói thầy, thầy nghe thử coi. Trời ơi, tất nhiên là tụi em thích nhạc của thầy rồi. Sơ sơ là thầy thấy tụi em đã tố chất rồi đó. Nhưng mà chia sẻ cho thầy đi. Ủa? Chia sẻ là sao ta? Không biết. Không đút nút xe hả? Hỏi lại. Chia sẻ cho thầy nè. Trời ơi. Lẹ mày. Bẹn rồi. Chú tiền đó mày. Và chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy là thầy thấy tụi em có năng khiếu liền nha. Bây giờ thầy hát trước, tụi mình sẽ hát theo thầy. Để cho thầy chấm điểm coi trong ba anh em mình ai là người có tố chất nhất. Nếu em hết thương anh rồi, bụng chỉ câu nói xa vời. Tội nghiệp anh lắm em ơi, anh cũng như bao người thôi. Lỡ thương một người sẽ mãi vẫn vương cả đời. Giờ tìm được nhau sao nỡ lại lìa xa nhau. Bao nhiêu câu hứa câu thề giờ hòa theo gió đem về. Nhủ lòng phải quên ở bên nhau là điều không thể. Nếu đã như vậy thôi thì buông tay, cứ xem như là duyên số đôi mình không may. Trời ơi, anh trai ơi, đi chết rồi. Cái lắp thiệt, đúng là chỗ không sai chỗ mà. Thầy hát hay quá thầy ơi. Chờ vô anh trai. Nếu em hết thương anh rồi, buông chi câu nói xa vời. Tội nghiệp anh lắm em ơi, anh cũng như bao người thôi. Lỡ thương một người sẽ mãi vẫn vương cả đời. Giờ tìm được nhau sao nỡ lại lìa xa nhau. Bao nhiêu câu hứa câu thề giờ hóa theo gió đem về. Nhủ lòng phải quên ở bên nhau là điều không thể.
Nếu đã như vậy thôi thì buông tay, cứ xem như là duyên số đôi mình không may. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Di Đô Bà Tiền A Di Di Đà Tất Đà Bà Tiền A Di Di Đà Tiền Ca Lăng Đế Di Di Đà Tiền Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Di Đà Ca Lăng. Mấy này giờ tố chất nó cao quá, làm sao chấm điểm nó được đây ta? Trời ơi thầy yên tâm đi, đã tố chất cao là phải là hay rồi. Bây giờ nếu như mà thầy không chấm điểm được cho tụi em đúng không, tụi em sẽ nhờ các bạn mà xem clip chấm điểm bình chọn cho ai hát hay nhất trong bốn người. Người thứ nhất đó là anh ca sĩ Hồ Phong An, thứ hai là anh Nguyễn Hạc Đức, thứ ba là anh Nguyễn Mạnh Tuấn, thứ tư là anh Gino ca sĩ đêm MC. Đúng rồi, các bạn thấy bạn nào hát hay nhất thì comment phía dưới và ghi tên người đó lại nha. Nếu như anh em mà muốn coi những clip hát của anh An nữa, anh em hãy lên trên kênh YouTube gõ tên ca sĩ Hồ Phong An, anh An có rất là nhiều bài hát hay trên đó luôn. Tạm biệt anh em, bye bye.